bạn nữ đang học bài này trên toàn Việt Nam và trên toàn thế giới có một ngày 20 tháng 10 năm 2022 thật là vui vẻ, thật là ý nghĩa và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn hen. Cái video này đang được quay vào ngày 20 tháng 10 năm 2022. Ok chưa? Xin chúc các bạn nữ những lời chúc tốt đẹp nhất. Ok. Rồi. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với series video dẫn học piano theo Mark Montoro, hay còn gọi là Phương Pháp Hồng của Ernst Van Velde, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Phương Pháp Montoro mình có để dưới phần mô tả cho bạn, thì chưa có các bạn có tải về mở ra trang 70, 71, thì cái nội dung ở trang 70 là cái bài các bạn mới vừa nghe. Ok. Hai bài ở trang 70 và 71 thì cũng là hai bài diễn tấu thể hiện lại những cái gì các bạn đã học về nốt móc đơn nè, về dấu lặng nè, về nốt si dán nè. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn trước cái bài ở trang 70. Tuy nhiên các bạn có thể dùng cái mục lục ở dưới phần mô tả để các bạn chuyển thẳng tới cái bài ở trang 71 để các bạn tập trước. Tùy các bạn thích tập bài nào trước cũng được. Ok ha. Cái bài ở trang 70 này là Tôi Có Thuốc Lá Ngon, thì cái bài này tác giả yêu cầu mình đờn rất là dứt khoát, rất là quả quyết. Cái này nó sẽ phù hợp với các bạn nam thích đờn rất là lớn nè. Dứt khoát, quả quyết. Có nghĩa là các bạn không có được đờn một cách liền tiếng, một cách đập dập kéo lết, dây dưa. Các bạn ở bài này các bạn phải đờn rất là rõ ràng, chứ không đờn kiểu này. Nó dây dưa đúng không? Các bạn nghe là các bạn biết là ô sao dây dưa vậy, nó đâu có phải là dứt khoát quả quyết đâu. Như vậy mới là dứt khoát quả quyết nè. Cái mẹo để đờn một cách dứt khoát quả quyết là các bạn nhảy tay. Nhảy tay lên, bấm xuống, nhanh, gọn. Ok chưa? Nhưng mà phải đúng nốt nha, chứ đừng có bấm sai nốt nha. Rồi, ok. Nói sơ về cái ô nhịp đầu tiên của cái bài này, thì các bạn thấy chữ C là một cái ký hiệu khác của nhịp 4-4. Nhịp 4-4 có nghĩa là mỗi ô nhịp phải có 4 phách. Tuy nhiên ở ngay ô nhịp đầu tiên, ngay kế bên cái 4-4 luôn là nó chỉ có 2 phách thôi là nó sai rồi. Đúng chưa? Có một cái các bạn cần nhớ rằng là mấy ông tác giả thường là mấy ông sẽ không có tuân theo cái quy tắc của chính mấy ông đặt ra cho cái bài của mấy ông luôn. Thường là ô nhịp đầu tiên mấy ông sẽ feel theo cảm xúc, từ ô nhịp thứ hai trở đi mấy ông mới tuân theo quy tắc mà mấy ông đặt ra. Đó là cái luật bất thành văn của mấy ông nhạc sĩ, và ông Ernst Van Velde này cũng không phải là ngoại lệ đâu ha. Rồi, bây giờ sẽ là cái tay phải cho cái bài số 1, Tôi Có Thuốc Lá Ngon. 2, 3. Mi, mi, do, re, mi, do, re, re, mi, fa, son, do, hai, son, son, fa, mi, re, mi, fa, son, fa, mi, son, son, fa, mi, re, mi, fa, son, re. Ok chưa? Tạm thời tập tới đây đã. Bây giờ sẽ là cái tay trái cho đoạn này. Hai phách đầu tiên của ô nhịp đầu tiên không làm gì hết, chỉ ngồi đếm thôi. Rồi, bắt đầu ô nhịp thứ hai mới vô nốt xì bằng ngón út. Sau đó lên nốt son bằng ngón cái, sau đó về nốt rê bằng ngón đeo nhẫn, quay lại nốt son xong quay lại đồ. Ok chưa? 2 3 1 2 si son rê son đồ son ngân ngân si son rê son đồ hai son son fa mi rê mi fa son fa mi son son fa mi rê mi fa son rê hai. Ok, nếu các bạn thấy nhanh quá các bạn cứ dùng tính năng phát chậm lại cái YouTube để làm cho nó chậm hơn, để các bạn tập cho kịp ha. Vừa nhìn nốt chạy xuống, vừa nhìn nốt trên khuôn nhạc, vừa nhìn nốt trên phím đàn, tay thì bấm, chân thì dậm, miệng thì hát theo. Các bạn thấy các bạn khủng khiếp chưa? Các bạn làm một lần tới 6 chuyện lần đó, ráng cố gắng lên. Ok, đừng có bỏ tuột bỏ cột ha. Bây giờ mình sẽ ghép hai tay cho cái đoạn này. 2 3. Nó giống y chang nhau. Bởi vì vậy cho nên mình mới tô vàng. Có nghĩa là cái đoạn này nó đờn hai tay đờn y chang nhau, cái giai điệu từng nốt luôn, chỉ có khác nhau về cái ngón tay thôi. Ok chưa? Các bạn ráng tập lên ha. Rồi bây giờ sẽ là cái phần tiếp theo. Phần tiếp theo này thì nó cái đoạn này nó cũng y chang như cái đoạn đầu của bài hát à. Tay phải nè. Do re mi do re re mi fa. Do re mi do re re mi fa son.
Đó, các bạn thấy y chang không? Đúng không? Rồi, bên tay trái nó cũng y chang như phần trên. Hai phát đầu tiên cũng chỉ ngồi đếm. Phát thứ ba vô nốt si. Ok chưa? 2, 3, 1, 2. Re, son, do, son, ngưng, ngưng. Si, son, re, son, do, ngưng. Rồi, cái đoạn này hai tay đờn cũng y chang nhau hết. Nhưng mà tác giả yêu cầu đờn rất mạnh và nhanh lên. Các bạn có thể chưa đờn nhanh nhưng mà các bạn có thể đờn mạnh hơn đúng không? Đờn mạnh hơn có nghĩa là tay bấm xuống mạnh hơn. 2, 3, do, re, à quên, tay trái chứ, mình đang hướng dẫn tay trái. Do, re, mi, do, re, re, mi, fa, sol, do. Đó là bình thường, nhưng mà các bạn bấm mạnh hơn. Ok chưa? Khi mà các bạn quen với cái chuyện bấm mạnh này rồi thì các bạn tăng dần tốc độ lên thì nó sẽ thành rất mạnh và nhanh theo như đúng yêu cầu của tác giả. Ok chưa? Bây giờ ghép hai tay cho đoạn này. 2, 3. Ok chưa các bạn? Bây giờ mình sẽ ghép lại cái bài này một lần nữa. Tuy nhiên ở đầu video mình đã có ghép rồi. Bây giờ mình sẽ ghép lại một lần nữa cho các bạn để các bạn đỡ có phải tua lại ha. 2, 3. Bây giờ sẽ qua cái bài ở trang 71 là bài ngủ đi bé ngủ ngon nhé. Cái bài này với cái bài trên nó ngược nhau 180 độ các bạn. Cái bài trên tác giả yêu cầu đờn một cách mạnh mẽ dứt khoát. Tuy nhiên cái bài này thì tác giả lại yêu cầu là đờn rất là thông thả, rất là liền tiếng. Ok chưa? Cái bài này với cái bài trên mình cảm thấy nó giống như mình mường tượng tới cái hình ảnh là một gia đình nhỏ. Ông bố đang ra ngoài hút thuốc, bao thuốc lá ngon. Người mẹ thì ở trong nhà đang ru con của bà đó, người 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 mẹ này với ông đang hút thuốc ở ngoài. Đúng chưa? Ở trong thì đang rất là thong thả, rất là lười biếng, nhưng mà ông bố ông ra ngoài, ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó, ông cương quyết, ông mạnh mẽ. Còn ở trong thì bà mẹ rất là thong thả, rất là thoải mái. Ok chưa? Rồi bây giờ sẽ là cái tay phải cho bài này. Bài này thì các bạn cứ đờn một cách rất là nhẹ nhàng thôi, không có phức tạp. Tay trái ngón giữa sẽ đờn ở vị trí nốt la. Mình sẽ nói thêm về những cái nốt mà các bạn nhìn thấy nó ra khỏi cái khuôn nhạc năm dòng kẽ mà các bạn hay nhìn thấy á. Thì như các bạn đang nhìn thấy cái hình thì các bạn cần phải học thuộc những cái nốt này, những cái vị trí này. Được chưa? Thì nó sẽ được áp dụng vô cái bài số 2. Bài số 2 thì cái nốt đầu tiên bên tay phải là nốt la. Như các bạn nhìn thấy trong cái hình hồi nãy. Ok chưa? La. Có cái mẹo để các bạn nhớ là các bạn chỉ cần nhớ là cái nốt trên cùng mà trong cái năm khuôn nhạc á, thì nốt trên cùng là nốt mi. Các bạn chỉ cần nhớ là lên một miếng, lên một xíu nữa, nốt mi là nó nằm giữa hai dòng kẽ, thì lên miếng nữa sẽ là một cái nốt nằm đè lên cái dòng kẽ là nốt pha. Xong rồi lên miếng nữa là nằm giữa dòng kẽ trên cùng với lại cái một cái dòng kẽ phụ là nốt son. Rồi nằm đè lên cái dòng kẽ phụ là nốt la. Rất là dễ, đó là cái mẹo để các bạn nhớ. Thí dụ như các bạn không có nhớ, nhất thời các bạn không thể nhớ ra được cái nốt đầu tiên của bài số 2 này là nốt gì, thì các bạn có thể nhớ cái cách để suy ra cái tên của nó, chẳng hạn như nó nhớ các bạn nhớ được nốt mi thì các bạn sẽ đếm lên lên coi nó có bơi lên bao nhiêu vị trí. Lên miếng là nốt pha nè, lên miếng nữa là nằm giữa hai dòng kẽ chính ở trên cùng với dòng kẽ phụ ngoài nè là nốt son nè, xong rồi đè lên dòng kẽ đó là nốt la. Ok chưa? Đó là cái mẹo các bạn cần nhớ cái cách để suy ra cái tên ha. Rồi bây giờ sẽ là cái tay trái. Tay trái thì ngón giữa sẽ ở vị trí nốt la này. 2, 3, la, 2, và 2,
Son la fa hai. Son la si. Cái bài này tác giả yêu cầu dán nốt si xuống cho tác giả. Ở đầu bài hát thì các bạn thấy là ủa, cái dấu dán này nó để ở vị trí nốt si này mà tại sao nốt si này vẫn bị dán? Xin thưa rằng nó nằm ở vị trí nốt si này, có nghĩa là toàn bộ tất cả nốt si trong bài này đều phải dán hết, kể cả nốt si, hai nốt si ngoài cùng, hai nốt si này, hai nốt si này, hai nốt si này, toàn bộ nốt si đều phải dán, chứ không chỉ là nốt si này. Chẳng qua là tác giả vẽ, không phải là các tác giả mà là cái quy tắc về âm nhạc đó, là vẽ cái dấu dán ở cái vị trí nốt si này nhìn cho nó đẹp. Ok chưa các bạn? Có nghĩa là các bạn cần phải dán hết nốt si xuống, chứ không phải chỉ có nốt si này dán và nốt si này thì không đâu nha. Ok chưa? Rồi bây giờ sẽ làm lại từ đầu cái bài này. La hai fa hai, son la fa hai, son la si la son si, à son la si la son do, son do la fa la hai fa. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ làm lại cái tay phải, bài số 2 này mọi người nè. La hai fa hai, son la fa hai, son la si la son do la fa la hai fa hai. Hết dòng nhạc trên, xuống dòng nhạc dưới. Son la fa hai, son la si la son la fa hai, son la fa hai, son hai la hai fa hai, son hai fa hai, son hai fa hai, ba bốn. Đó, cái bài này nó phải du dương vậy thì em bé mới ngủ các bạn. Các bạn vô ru em bé mà các bạn đờn cái bài hồi nãy là em bé thức dậy, em bé nhảy breakdance với các bạn luôn đó. Ok chưa? Rồi bây giờ sẽ là cái tay trái. Tay trái cho bài số 2 này thì bắt đầu tay trái sẽ nằm ở vị trí ngón út, sẽ nằm ở vị trí nốt pha này. Ngón cái ở đô. Ok chưa? 2 3 fa đô la đô si đô fa la đô mi hai đô hai mi hai đô hai fa đô la đô. Hết dòng nhạc trên xuống nhạc dưới. Si đô mi a si đô la đô mi hai đô hai si đô la đô si đô la hai si hai đô hai la hai đô hai la hai đô hai la hai ba bốn. Hết. Từng tay nó khá là buồn ngủ, ghép hai tay này, ghép hai tay vô là ngủ luôn nè các bạn. Vô này, hai ba, đừng có ngủ nha, đang đờn. Hai ba. Bây giờ làm lại từ đầu bài số 2 nè. 2 3. Hết dòng nhạc trên xuống dòng nhạc dưới. Ngay chỗ đàn, tác giả yêu cầu đàn nhỏ lại thì các bạn cứ nhẹ tay hơn so với phần các bạn đã đờn thì nó sẽ là nhỏ lại thôi, và các bạn cũng có thể làm cho tốc độ nó chậm lại một tí cũng được, không sao hết, bởi vì các bạn đang ru em bé ngủ, các bạn không phải là đang ra hút thuốc ngoài giống như ông già của em bé. Ok chưa? Rồi đó là hai bài ở trang 70 và 71 của series video hướng dẫn học piano theo pháp Vinh Rose. Các bạn cứ tập một cách rất là thong thả, rất là thoải mái, nhưng mà các bạn phải đờn đúng với cái tinh thần của bài hát mà theo yêu cầu của tác giả nha. Rồi, chúc các bạn tập thành công và xin các bạn một like, một comment và một subscribe. Nhớ bấm chuông nha để cho mình có động lực làm thêm nhiều video chất lượng cao nhất YouTube cho các bạn. Ok chưa?
Bye bye, see you again.